Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Sốc với nhan sắc thật của nữ diễn viên chuyên đóng cảnh nóng Đinh Y Nhung. Nữ diễn viên sinh năm 1980 đã khiến nhiều người ghen tị bởi sắc vóc đáng ngưỡng mộ. Sinh ra và lớn lên tại vùng núi Ba Tơ. Sau đó Đinh Y Nhung bén duyên đến với nghệ thuật ở vai trò diễn viên múa top 10 Hoa hậu Việt Nam và sau đó là môn nghệ thuật thứ 7. Mặc dù được đào tạo bài bản về múa nhưng Đinh Y Nhung khá thành công và tạo được tiếng vang trong lĩnh vực điện ảnh. Những tác phẩm tiêu biểu của cô ở lĩnh vực phim điện ảnh và truyền hình phải kể đến Lấy chồng người ta, Hiệp sĩ mù, Nữ bác sĩ, Những ngọn nến trong đêm hai, Tình và Lý, Đường mòn Hồ Chí Minh, Trên biển. Và mới đây nhất là bộ phim điện ảnh Thiêng liêng cái ở Đinh Y Nhung, bất kể vai diễn nào cũng đều hóa thân một cách trọn vẹn. Bên cạnh những thành công mà Đinh Y Nhung gặt hái được trong môn nghệ thuật thứ 7, sắc vóc của Đinh Y Nhung cũng khiến nhiều người suýt xòa và ngưỡng mộ. Có thể thấy dù đã ở tuổi tứ tuần và làm mẹ của một cô công chúa nhưng Đinh Y Nhung không khác gì những cô nữ sinh khi lựa chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng quần jean. Ngoài ra, nữ diễn viên còn sở hữu body thon gọn, săn chắc và quyến rũ. Chia sẻ về bí quyết làm đẹp của mình, nữ diễn viên không ngần ngại nói ngay điều quan trọng nhất chính là phải có tinh thần thật sảng khoái và cuộc sống đầy năng lượng. Mỗi ngày Đinh Y Nhung thường dành thời gian để đi bơi, đi bộ, tập thể dục. Bên cạnh đó, Đinh Y Nhung cho biết rằng cô không có khắt khe cho việc ăn kiêng mà thay vào đó sẽ ăn chừng mực để đảm bảo sức khỏe. Đinh Y Nhung có một đôi chân dài miên man. Ngoài ra, làn da trắng hồng mịn khiến cho nhiều người ngạc nhiên và đáng ngưỡng mộ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.